Chào mừng tất cả các anh chị đến với hội nghị MDRT 2023. Ngày hôm nay chúng tôi chào đón những tinh hoa của AIA Việt Nam về tham dự sự kiện dành cho MDRT lớn nhất trong năm. Xin mời tất cả các anh chị hãy cùng theo chân Tiến nhé. Thì bản thân tôi rất là thích, tại vì ngay từ hình ảnh ban đầu nó rất là chuyên nghiệp, với được tổ chức tại khách sạn New World thì nó rất là sang trọng, chú đến mọi cái chi tiết của hội nghị. Cảm thấy rất là tự hào với AA, tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực, hào hứng, hạnh phúc và tự hào. MDRT là một đặc quyền của một người tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Đó là một đẳng cấp cao nhất trong ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn thế giới. Và các bạn đều biết rằng MDRT với AA đã 7 năm liên tiếp có số lượng MDRT lớn nhất thế giới. Và AIA Việt Nam của chúng ta là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng MDRT rất lớn. MDRT tiếp tục được AIA đầu tư rất nhiều quyền lợi để giúp các anh chị về đích. Hãy là MDRT nếu đã là tư vấn của AIA Việt Nam. I think AIA Việt Nam has a group of amazing financial advisors. And this will bring AIA Vietnam to the next level. Điều tôi chờ đợi nhất ở sự kiện lần này đó là sự học hỏi từ những chia sẻ của các cấp lãnh đạo cũng như là diễn giả, và buổi vinh danh đầy ý nghĩa và danh giá. Ngày hội mà tất cả mọi người được vinh danh có thể có cơ hội trao đổi nhiều hơn về kiến thức, có thể biết được định hướng và tầm nhìn của công ty về sự hỗ trợ của công ty dành cho cả mọi người, đặc biệt là các anh chị đang trên con đường tiến tới MDRT. Chào mừng tất cả các anh chị đến với bữa tiệc tối ngày hôm nay dành cho những MDRT, những tinh hoa của AIA Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem không khí náo nhiệt của bữa tiệc tối ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin mời! Được cái giải MDRT đó là một cái danh dự rất lớn cho chị, và theo chị biết đó là danh dự của ngành luôn. Các bạn ơi! Các bạn luôn phải có mục tiêu, bám mục tiêu thật chặt và phải có thời gian rõ ràng. Đích cuối cùng của chúng ta phải trở thành MDRT. Khi đạt được danh hiệu MDRT thì đây là một cái giải thưởng ảnh hưởng rất lớn vào trong cuộc sống của mình. Ví dụ như trong công việc thì mọi người được biết đến mình nhiều hơn và ngưỡng mộ mình nhiều hơn. Đối với bản thân mình, bí quyết rất là đơn giản. Đó là thứ nhất là mình phải nghĩ mình phải làm được điều đó, và mình viết xuống giấy điều mình muốn. Tiếp sau nữa là mình phải cố hết sức để đạt được những gì mà mình đã ghi ra. Tôi rất là hạnh phúc và tự hào với những thành quả đạt được trong năm nay, những cái phấn đấu nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Phương châm của tôi là sự chân thành sẽ chạm đến trái tim của khách hàng. Và mình mong muốn bản thân mình và đồng đội của mình sau cái sự kiện này sẽ học tập và phát triển nhiều hơn trong con đường sự nghiệp tại NextPay. Đối với 6 tháng tiếp theo đó là một quãng đường mà cũng không dài và cũng không ngắn, nhưng mà Nhật tin rằng là đối với động lực cũng như là những chương trình của câu lạc bộ MDRT sẽ giúp cho các anh chị có được từng cái lộ trình và đạt được MDRT sớm nhất. Mục tiêu sắp tới của tôi là sẽ đạt được danh hiệu COT, và tôi tin rằng là mình sẽ làm một điều này. Nhờ có hội nghị mà tôi đã tự tin hơn rất nhiều và được tiếp thêm rất là nhiều năng lượng trên con đường tiến đến vị trí MDRT. Tôi muốn chăm sóc khách hàng hiện tại tốt hơn nữa, đồng thời cũng tiếp cận thêm nhiều khách hàng để mang đến những cái giải pháp tài chính thật là hữu ích để tất cả khách hàng của AIA có thể yên tâm và tin tưởng AIA. Cảm ơn ban lãnh đạo công ty vì đã tổ chức hội nghị MDRT 2023. MDRT 2023 tôi đạt được, chắc chắn các bạn cũng đạt được. Các bạn hãy sống hết mình, làm hết mình, chơi hết mình, chắc chắn thành công sẽ đến. Kiên trì với mục tiêu, tự tin ở bản thân, thành công sẽ đến. Đã là chuyên viên tư vấn, phải là MDRT.